chào cô chú anh chị em và các bạn đến với kênh Trúc Hồng Phán Mali Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Trúc ra ngồi đây về vườn để thu hoạch một mớ hoa vô cấm Phật. Mời cô chú anh chị em và các bạn cùng xem video của Trúc nha. Bây giờ Trúc sẽ hái hoa nha cả nhà. Rồi ơi, còn cái đây là hoa này, là còn cái này là nó đang búp lên nữa. Cái loại này loại khác nữa nha. Cái loại này nó cũng đẹp lắm á các bạn. Mà mình ở bên này mình kỳ lắm nha. Mỗi năm mình trồng cái hoa này nè thì nó màu xanh nha, cái dạng như cúc xanh luôn á các bạn. Mà bây giờ thì nó lại ra màu vàng. Tùy theo chắc mình do mình đổ phân á cả nhà. Thì cũng như hoa thực dược á, mình trồng năm ngoái nó màu vàng, nhưng mà tự nhiên cái nó lên, cái mình đổ phân đổ đồ lên á, mình nghe bạn nói mình đổ phân lên á, nó khác cái phân, cái nó lên màu đỏ rồi. Thắc cười ha. Bây giờ mấy cái này nè, hôm nay trời ấm thành đi ra bẻ hoa vô để mà cắm Phật á. Thì bây giờ nó nở nè, Trúc Hoàng mê hoa thành Trúc Hoàng hay trồng hoa. Trồng hoa thì phải yêu hoa, yêu hoa thì phải chăm sóc hoa. Trời ơi, Trúc thấy nó lé như gì nè, Trúc cũng phải giặt nặng nó đi đó, tại vì Trúc sợ nó sâu á. Chứ cũng chăm sóc lắm nha, cũng ra tưới lạnh lạnh chứ, trời cũng mát mát lạnh lạnh xe xe chứ, nhưng mà cũng thấy đất khô thì tưới nó cũng thiếu nước như mình vậy. Mình mà thiếu nước nó cũng lên chậm hơn cả nhà. Mình thiếu nước con người mình cũng khô héo thì hoa nó cũng như mình thôi. Mình chăm hoa nó nước thì nó mới lên được tốt tươi như mình cho mình ha. Bây giờ mời cả nhà cùng xem video của Trúc nha. Bên này thì cúc lớn này dạng như cúc ngày Tết mà mình hay trưng ở trong chậu á cả nhà, hay trưng ở trong chậu nữa, mình mua về mình trưng á. Cái này là cúc to nè, nó chưa có nở thì mình không có hái cái này. Cái này mình nở dành đó, khi nào nở nhiều á mình sẽ hái đó. Nó ngã, nó keo quế, nó ngã chừng nhì luôn mà Trúc cũng có cột lại á, cái đỡ nó ngã luôn đó. Giờ nó đang búp búp nhiều lắm, và bữa giờ Trúc hái cũng hai là cả nhà. Khi mà hái vô cấm Phật á thì nó lâu lắm, nó lâu tàn lắm. Thì mình bây giờ cái này mình đỡ hái sau, mình hái cái cúc mai nở trước cái đã ha. Hồi thực dược này á các bạn biết không, nó ra hoài thôi, nó ra miết thôi, nó ra đến nỗi mẹ hồi Trúc tuần nào một tuần Trúc hái hai lần vô cấm Phật vẫn ra nha. Nó ra nụ mà nó ra miết thôi á các bạn á, đẹp không các bạn, rất là đẹp nha. Nó ra miết thôi, bây giờ là tháng 10 rồi, lạnh rồi đó mẹ. Đây là cúc dạng như hồi xưa mình ở Đà Lạt á, người ta kêu là cúc Đà Lạt đó các bạn. Đây là cúc tím nó đang nở rồi, bây giờ Trúc hái vô cấm Phật thôi cả nhà. Trời ơi đẹp quá đi. Trời ơi giờ nó nở đẹp lắm á các bạn. Nở mà nhìn thấy cưng luôn á. Nhìn thấy cưng luôn không? Bên đây một vườn mà. Bên đây nó đang nở búp nè, thấy dễ thương không? Quá dễ thương luôn ha các bạn ha. Nhìn những cái hoa này mình cũng ra hoa rồi. Cúc tím này có cái búp thì có cái thì cũng nở hoa rồi. Thì bây giờ mình cũng hái một mỗi thứ một ít vô. Cắm đẹp đó. Đó, đẹp hơn. Cúc mai của Trúc á nó cũng nở ra hết rồi nè. Nhìn nó đẹp không? Bây giờ hái hoa vô cấm Phật cả nhà ơi. Mỗi năm bây giờ là tuyết đầy luôn. Mà năm này trời còn ấm dễ sợ luôn á. Trời còn ấm nha, không có lạnh nha. Mỗi năm là nó lạnh dễ sợ luôn. Đó các bạn. Đó, thì giờ mỗi năm là giờ này á các bạn biết không? Thì tuyết á nó làm ngã cái cúc của mình hết à. Năm này được con cái là không có ngã. Năm này được con cái là giờ này mà nó còn nóng, mình trồng được màu tím nè, màu vàng nè. Cúc tím này á mình cũng mua cái chậu hoa về á mình trưng mình chơi rồi xong cái mình đem cái rỡ cái gốc của nó ra đó mình trồng luôn. Thì trồng luôn cái quanh nền quanh năm cái nó lên là miết à, không có còn phải trồng nhiều, một lần thôi mà nó để có hoa miết thôi các bạn ha. Bây giờ Trúc cũng đi bẻ cúc bẻ hoa rồi vô ha. Đẹp quá trời luôn á. Chào các bạn nha, bây giờ Trúc sĩ bẻ những cái hoa cúc rồi vô cấm Phật đó cả nhà. Vì này cấm Phật nó đẹp lắm á. Nó nghe. Còn bây giờ Trúc sĩ hái một mớ vô cấm Phật ngay mai ngày Vía Mẫu rồi. Thành hái vô mẫu. Đây này các bạn. Mình hái đủ thôi nha. Có hoa mình trồng đó các bạn biết không?
cắm nó lâu không? Hoa mình trồng á, cái nhà biết không, hoa mình trồng á, mình cắm nó rất là lâu, nó lâu tàn lắm. À, được như này nè cả nhà, nắng quá đó, thấy không, địa phong các bạn, được như này nè, nó nở rồi á, mới bể nha, còn mấy cái hoa chưa có nở chút chưa bể, chờ cái này mới bể thì chút mới héo nè đó. Đếm nó gì nè cả nhà, nhìn thích ra cả nhà ha. Mình trồng hoa là cái này á nha, cái ly nó lên, nó lên xong rồi bắt đầu hoa thực dược xong bắt đầu giờ tới hoa cúc là cuối cùng á cả nhà, lại bắt đầu là nó vô mùa đông luôn á, là mình không có ấy nữa. Mỗi năm là giờ này tuyết quá trời luôn mà năm này hơn có cái nó chưa có tuyết, thành là mình bây giờ mình hái được như này nè, mình hái thêm đó. Trời ơi, sung sướng cuộc đời lắm á cả nhà, năm này giờ này nó chưa có lạnh, sướng lắm. Mỗi năm lời giờ này á là tuyết không à, tuyết hoa chết hết, lạnh nữa, năm này sung sướng cuộc đời gì đâu á. Trời ơi, giờ này nó chưa có bị cái gì hết, nó thành sướng lắm. Cái thưởng thức được hoa gì thì thưởng thức ha, mình hái vô mình cắm phật được chỗ này nè, giờ mình hái một ít nữa mình cho chị bạn ha. Đó, nhìn đẹp không các bạn? À, cúc đẹp không? Ừ, đi hái cúc và vô cắm phật. À, cúc vàng mình bận đồ vàng luôn cho nó nổi cho nó đẹp, cúc vàng trúc bận đồ vàng luôn, thấy chịu nổi không cả nhà? Bạn đó hoa rất là đẹp nha, hoa đẹp tuyệt vời luôn á. Cúc cái này là gọi là cúc mai này, nó đẹp, cái hoa của nó rất là đẹp, mà mình cắm phật á nó lâu tàn lắm nha. Hái thêm một mớ màu tím nè cả nhà, thêm một mớ hoa màu tím nữa nè, đẹp không? Màu tím này thì nó chưa có nở gì mấy. Đây chút thu hoạch hai loại hoa ăn nè. Cái vườn hoa chút bờ chút thích hoa lắm, thì chăm bón của nó mới lên, bỏ phân tưới nước nó mới lên. Thì bây giờ nó cái những cái hoa này nè thì nè nó đã nở rồi, thì mình hái những cái nở trước, còn những cái nụ thì mình đỡ từ từ mình hái sau. Hái một mớ này được rồi, mình hái thêm ít nữa, mình hái mình đủ mình cắm phật thôi. À, mình hái mình đủ mình cắm phật thôi nha. Chút mớ cúc tím cái này dễ thương không? Thì giờ đã nhìn đẹp thôi các bạn, nhìn đẹp ha, quá trời đẹp luôn. Mình trồng á cái nhà biết không, thì mình vô mình cắm phật á nó lâu tàn lắm, nó tươi miết à. Hoa mình trồng á nó tươi á. Bây giờ Trúc để hái vô rồi, thì mỗi bình cắm đã xong rồi nè các bạn, tím màu tím dễ thương ha. À, bây giờ mình chỉ có Trúc chỉ có đi lên dâng hương phật thôi. Đó, những bông hoa đẹp đó, rất là đẹp luôn á các bạn. Mình lựa những cái nào mà nó có nụ, nó có nở rồi á thì Trúc hái vô đỡ mà mình cắm phật, còn cái nào nụ thì mình đỡ lại. Cái tím này nó ít nở hơn, nó nụ nhiều hơn thì mình đỡ lại bớt. Mình chỉ hái cái một bình màu tím thôi, thì màu tím nó cũng đẹp hoa cả nhà, tím cũng đẹp nhá ha, mà nó chưa có nở như cái màu vàng ha. Đó, nó chưa có nở nhiều như cái màu vàng. Nhưng khi mình hái vô á, mình cho vô nước rồi á, tự nhiên cái vài tiếng sau cái nó nở ra đẹp lắm. Đó, bây giờ đã là xong rồi nè. À, cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn nha, luôn quan tâm theo dõi kênh Trúc Hòn Phái Mary Cuộc Sống Mỹ. À, chúc tất cả một ngày mới vui vẻ hạnh phúc tràn đầy ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn video tiếp sau nha. Thấy hay đăng ký subscribe ủng hộ kênh Trúc với nha. Bye bye, cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn nha.